Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 606 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyển bộ audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thùy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thủy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thùy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 606 của Thần Y ở rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Bóng người trên khắp những ngọn núi không ngừng lao về phía thành trì thứ ba, mất đi màn sáng plasma bảo vệ, cơ sở phòng ngự cơ bản của thành trì thứ ba không thể chống lại số lượng kẻ thù lớn như vậy mà trong cứ điểm một lượng lớn sát thủ đã lặng lẽ lèn vào phát động tập kích bất ngờ vào những chỉ huy của thành trì thứ ba sức mạnh của những sát thủ này vượt xa những võ sĩ bình thường mỗi người trong số họ đều có thể ẩn mình trong bóng tối nhanh như chớp và có sức mạnh vô song bọn hắn chỉ cần vung ngón tay đã có thể tiêu diệt được những chỉ huy của thành trì khiến cho đội ngũ như rắn mất đầu, cứ như vậy, trận chiến này rất nhanh sẽ kết thúc. Đây chính là tình huống hiện tại mà Thiên cấp thống soái đang gặp phải. Hắn cầm thanh kiếm trong tay không ngừng chống đỡ, nhưng thế công của Dư Lang quá khủng bố. Trải qua mấy hiệp quyết đấu, Thiên cấp thống lĩnh đã mình đầy thương tích, không thể phản kháng được nữa. Mau bảo vệ thống soái đại nhân, giết cường đạo. Chiến sĩ ở bốn phía hét lên, vội vàng chạy đến chi viện. Nhưng bọn họ vội vã chạy đến hướng này sẽ chỉ thu hút thêm kẻ thù đến bao vây mà thôi. Xét về số lượng, chiến sĩ bảo vệ thành trì thứ ba không có lợi thế chút nào. Thống soái đại nhân, ngài mau rời khỏi đây đi, chúng tôi yểm hộ cho ngài. Một chiến sĩ vừa chống đỡ địch nhân vừa hét lên. Muốn ta đi sao? Mẹ kiếp, các người cho rằng ta nhát gan sao? Bảo ta bỏ lại huynh đệ đi một mình sao? Ta không làm được, cho dù có chết thì ta cũng sẽ chết cùng với huynh đệ của mình mắt hồ của chỉ huy đỏ rực hắn lại cầm kiếm lao về phía trước chiến sĩ nghe tiếng thì đột ngột quay người lại túm cổ áo trừng mắt giận dữ với vị chỉ huy thống soái bây giờ không phải là lúc manh động chúng ta căn bản không giữ được thành trì này nếu như ngài không ra lệnh dẫn tất cả mọi người rời đi thì chỉ làm tăng thêm số chiến sĩ hy sinh vô ích mà thôi nhất định phải giữ mạng sống tương lai mới có thể cùng đại tôn thống lĩnh lấy lại thành trì thứ ba ngài hiểu chưa Ta để mất thành trì, ta bỏ huynh để lại. Vậy ta còn mặt mũi nào gặp đại tôn thống lĩnh nữa chứ? Thiên cấp thống xoái gần như là gầm lên. Người chiến sĩ kia xúc động muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm sắc bén bất ngờ đâm vào ngực của hắn ta. Chiến sĩ toàn thân run rẩy, miệng chảy ra rất nhiều máu tươi. Huynh đệ! Thiên cấp thống xoái sừng sốt, ngơ ngác nhìn về phía sau. Bấy giờ mới thấy Dư Lang đã cầm kiếm đâm xuyên người chiến sĩ kia. Sau đó Dư Lang xoay chuôi kiếm, Linh khí trên kiếm nổ tung, cơ thể của người chiến sĩ kia lập tức bị xé toạc ra và phát nổ ngay tại chỗ. Huynh đệ, thiên cấp thống xoái, hoàn toàn nổi giận, vừa vung kiếm vừa gầm lên. Lúc này hắn đã không thể nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Đầu hắn gần như bốc khói. Hiện tại, hắn chỉ có một ý nghĩ, một ý nghĩ duy nhất. Vì huynh đệ mà báo thù, vì quốc gia mà giết địch. Chết, chết, chết hết đi cho ta thiên cấp thống xoái điên cuồng vùng kiếm, không chút phòng bị, cả người như hóa điên. Nhưng thực lực của Dư Lang rõ ràng cao hơn hắn ta rất nhiều. Cho dù đòn công của thống xoái mạnh mẽ, tốc độ nhanh đến đâu, Dư Lang đều có thể dễ dàng đối phó. Cuối cùng, đòn tấn công của thiên cấp thống xoái đã bắt đầu chậm lại. Thống xoái đã rơi vào tình trạng kiệt sức, mình đầy thương tích. Dư Lang nhân cơ hội đó lại đâm một kiếm vào người hắn ta thiên cấp thống soái liên tục lui về phía sau nắm chặt kiếm tức giận trừng mắt nhìn hắn rất tức giận có đúng không rất bất lực có đúng không kẻ yếu là như vậy dư lang nhàn nhạt, nhạt nói trong mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường tên khốn ngươi cho rằng ngươi có thể thắng trận chiến này sao thiên cấp thống soái thấp giọng nói chẳng lẽ ta không thắng sao dư lang nhàn nhạt, nhạt hỏi thiên cấp thống soái cúi đầu không dám nói chuyện nữa đột nhiên hắn ngẩng đầu lên tiến lên một bước cầm thanh kiếm đâm về phía trước hắn phát ra tiếng giống đau khổ mà phẫn nộ thống xoái cưỡng ép thân thể lao xuyên qua kiếm dọc theo mũi kiếm tiến tới tiếp cận dư làng dư làng hô hấp dồn dập vừa định buông kiếm lui về phía sau nhưng không kịp chân khí dâng trào khí thức hủy diệt đột nhiên bốc lên thân thể của thiên cấp thống xoái trực tiếp nổ tung rõ ràng là hắn tự bạo Dư Lang bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất, vô cùng chật vật. Dư Lang đại nhân, ngài không sao chứ? Mấy tên chiến sĩ bên phía quân địch lập tức đỡ Dư Lang đứng lên. Giết, giết, giết hết cho ta, giết toàn bộ đám người của thành trì thứ ba, không được sót lại một tên nào. Dư Lang cả giận, đứng dậy lạnh dạo quát một hơi. Vâng, ngay lập tức tiếng kèn vang lên bên ngoài thành trì thứ ba, kẻ thù đã phát động tấn công tổng lực tuyến phòng thủ của thành trì thứ ba đã hoàn toàn sụp đổ. Các chiến sĩ còn lại chỉ biết rút vào trong nội thành chờ cứu viện. Thống soái đại nhân cứ tiếp tục như vậy, e rằng chúng ta không đợi được viện binh đến. Phòng ngự bên trong cứ điểm không giữ được lâu. Chống đỡ không được thì cũng phải chống đỡ. Hiện tại không còn cách nào tốt hơn. Thống soái đại nhân, chúng ta có thể phái người đi dụ một ít địch nhân sang chỗ khác để giảm bớt địch nhân cho nơi này. Dụ sao? Được, ta đề nghị chính ta sẽ dẫn một đội quân đột phá pháo đài, sau đó sông lên phía nam ngọn núi, có thể lợi dụng ưu thế của ngọn núi để đối phó với đối phương. Lần này, quân địch tấn công là để tiêu diệt thành trì của chúng ta, chiếm lấy thành trì thứ ba. Nếu như chúng ta toàn lực phòng ngự ở chỗ này, sẽ chỉ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho quân địch tiêu diệt, cho nên nhất định phải phân tán hỏa lực. Không được quá nguy hiểm, hiện tại bên ngoài bị bao vây, căn bản không thể xông ra ngoài. Thống soái đại nhân yên tâm, tôi có biện pháp, chỉ cần ngài đồng ý, tôi sẽ dẫn theo một đội quân đánh giết lao ra ngoài, nhất định chúng ta có thể đến đỉnh Nam Sơn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ vận dụng thế trận kỳ giác, biết đâu lại dễ phòng ngự hơn. Cái này... Còn không đợi thống xoáy của cứ điểm thứ ba đồng ý, chiến sĩ đã đưa ra đề xuất kia, hét lên. Anh em nào không sợ chết, sẵn sàng chiến đấu với tôi thì đứng lên. Tôi, tôi sẽ đi cùng với cậu, còn có tôi nữa. Các chiến sĩ nhất tể sông lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Được, các huynh đệ, tôi có thể cùng các huynh đệ sát cánh chiến đấu. Đời này của tôi coi như đáng giá. Chúng ta đi thôi. Chiến sĩ kia cười lớn, tay cầm kiếm và súng bước ra khỏi thành lũy. Dừng lại, làm sao mà các người cứ vậy xông ra vòng vây được chưa? thống soái của thành trì thứ ba cảm thấy có gì đó không ổn ngay lập tức hét lên nhưng chiến sĩ kia thậm chí không quay lại nhìn cứ như vậy cùng các huynh đệ lao ra ngoài lúc thống soái của cứ điểm thứ ba nhận ra thì đã quá muộn rồi hắn ngay lập tức hét lên hỏa lực yểm trợ giúp bọn họ thoát ra ngoài dứt lời hắn cũng tay cầm khiên tay cầm thương vọt tới lỗ hồng chỗ hỏa lực nhưng đạn đã hết tiếng nổ dữ dội lại truyền xa cả pháo đài rung chuyển. Thống xoáy của thành trì thứ ba nhìn chằm chằm vào màn xương máu cách đó không xa, hoàn toàn hóa đá. Hóa xa, cách mà huynh đệ của hắn đã nói là để phá vòng vây, chính là dựa vào sự hy sinh của bọn họ. Huynh đệ, đôi mắt của thống xoáy đỏ như máu, gầm thét như muốn lao ra ngoài. Thống xoáy không nên xúc động, chúng ta nhất định phải thù vững nơi đây. Chiến sĩ bên cạnh vội ngăn lại, đánh cho ta, đánh hết sức cho ta thống xoái thê lương gạo thét mọi người điên cuồng bóp cò đạn tuôn ra một cách điên cuồng hòa khí không ngừng bay múa dưới sự hy sinh của huynh đệ vừa rồi tiểu đội vừa rồi đã thần kỳ thoát ra khỏi vòng vây của địch xông thẳng lên đỉnh nam sơn dựa vào ưu thế phòng thủ của đỉnh nam sơn bắt đầu thu hút hỏa lực của địch khi tiểu đội kia thành công xông lên được đỉnh nam sơn áp lực phòng thủ ở thành trì thứ ba đã giảm đi hơn một nửa bọn họ dựa vào địa thế và một số ít trang bị phòng ngự bên trong đỉnh Nam Sơn để bắt đầu đối phó với địch nhân. Mấy người vừa bày thế trận xong, quả nhiên đã quét sạch gần trăm tên địch. Khốn nạn, mấy tên phế vật này đang làm cái gì vậy? Có mấy chục người mà cũng không đánh lại sao? Trên một con dốc cao phía xa, mấy bóng người mặc áo choàng đen nhìn cảnh này vô cùng tức giận. Một người trong số họ một người đàn ông đề sâu, đeo ống nhòm, giận dữ hét lên. Cử thêm một nghìn quân nữa, để hạ gục ngọn đồi này, sau đó treo xác của mấy tên chiến sĩ Trung Quốc đó lên trước pháo đài đi. Vâng, thưa đại nhân. Thủ hạ lập tức đáp. Ngay sau đó, một lực lượng lớn quân địch bắt đầu tiến về phía ngọn núi. Đối mặt với làn sóng kẻ thù, tiểu đội hàng chục người này đã bị dồn vào đường cùng. Những trang bị phòng ngự ít ỏi trên đỉnh Nam Sơn chỉ duy trì được 7 phút đã bị đối phương phá hủy hết. Đám người dựa vào địa hình vừa đánh vừa rút lui, nhưng đỉnh Nam Sơn lớn như vậy, cho dù bọn họ thật sự rút lui, nhưng bọn họ có thể rút lui đến đâu chứ? Tiếp tục rút lui về phía sau. Đội trưởng, chúng ta không còn nơi nào để rút lui nữa rồi, nếu rút nữa, chúng ta sẽ lên đỉnh núi mất. Đỉnh núi sao? Không sao, đỉnh núi thì đỉnh núi, các huynh đệ Chúng ta sơ tán lên đỉnh núi trước đi. Khi nào không còn cách thì mới liều với lũ súc sinh này. Chúng ta đã giúp thống xoái câu được rất nhiều thời gian rồi. Tôi tin rằng rất nhanh thôi, viện binh sẽ đến ngay. Đội trường một bên thờ hồn hển, một bên lau máu trên mặt. Một khi viện binh tới, cứ điểm sẽ được bảo vệ. Chúng ta chết cũng đáng, chúng ta chết cũng đáng. Các huynh đệ, các người sợ chết sao? Sợ cái gì chứ, sợ còn mẹ nó. Cậu phải hỏi bọn khốn kiếp này có sợ lão tử hay không? <laughs> Đám danh con, đến đi, ông nội các ngươi ở đây này. Các người không muốn giết ông nội của các người sao? Nhanh đến đi. Có bản lĩnh thì tới đây đi. Các chiến sĩ cười ha hả thấy chết không sợ. Trên mặt chỉ còn lại kiên nghị và sự kiên cuồng giết kẻ thù nhưng khi quân địch tiếp tục như thủy triều tràn vào, mấy chục chiến sĩ giảm mạnh chỉ còn lại có mười mấy người, tất cả bọn họ đều mình đầy thương tích, rút lui lên đỉnh núi đứng bên mép vực. Con người đã không còn đứng thẳng được nữa, nhưng họ vẫn cầm chắc vũ khí, hai mắt rực lửa nhìn chăm chăm về phía trước. Mặt trời lặn phía tây, ánh hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời giống như máu tươi chảy khắp nơi trên núi đồi đang phản chiếu lẫn nhau gió thu điều hưu, chậm chậm thổi tới như bài ca cuối cùng cho mấy chục chiến sĩ này. Họ buông tay đang đỡ nhau ra, đứng thẳng trở lại, bọn họ chuẩn bị khởi công trận chiến cuối cùng. Cho dù thịt nát dương tan, cho dù không còn quay lại được nữa, bọn họ cũng phải để cho địch nhân biết được rằng thái độ của bọn họ, chiến sĩ Trung Quốc không dễ dàng khuất phục bất kỳ ai. Không biết mùi vị, một người đàn ông cường tráng khí tức đáng sợ đi đến đỉnh núi, thờ ơ nhìn mười mấy chiến sĩ đang chuẩn bị lao tới. Thực lực của hắn vượt xa những người này, trong mắt hắn, những người này không khác gì sâu kiến. Để ra xử lý ngũ cốc này, người đàn ông hét nhẹ rồi tiến về phía mười mấy chiến sĩ, nhìn thấy cao thù đang tới gần, mười mấy chiến sĩ lập tức cảm thấy áp lực tăng lên gấp đôi, nhưng bọn họ không sợ hãi. Đến bước đường này, Họ từ lâu đã mặc kệ sinh tử, coi thường đau đớn rồi. Họ chỉ có một tâm niệm, chỉ thấy cao thủ kia đột nhiên dơ đao lên. Âm vàng, một luồng ánh sáng từ dưới lưỡi đao tỏa ra, chuẩn bị động thủ với mười mấy người chiến sĩ này. Nhưng ở cái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, thì một luồng ánh sáng màu hồng đột nhiên cắt ngang bầu trời, rơi thẳng xuống đỉnh núi. Ngay khi lưỡi đao vừa đến gần luồng ánh sáng màu hồng, thì bỗng nhiên tan thành mây khói, Thế nào? Cao thủ choáng váng, mọi người cũng chấn kinh. Là ai vậy? Mọi ánh mắt đều tập trung vào bóng người đột ngột đáp xuống đỉnh núi kia. Mọi người chừng to mắt, cảm giác khó có thể tin được. Cao thủ kia lo lắng nhìn sang, một cảm giác áp bức không thể giải thích được xuất hiện trong lòng của hắn ta. Không biết vì sao, hắn nhất thời cảm thấy lưng lạnh toát toàn thân vô cớ nổi da gà, trong lòng dâng lên một loại cảm giác sợ hãi, khó giải thích được. Ai? Hơn chục chiến sĩ không khỏi dừng lại đòn công kích, ngoái đầu nhìn về phía người đáp xuống từ luồng ánh sáng hồng kia, chỉ thấy một người đàn ông phong thần tuấn lãng, tựa như thiên thần bước tới. Hắn nhìn mười mấy người chiến sĩ, ánh mắt nghiêm túc đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Người tới trực tiếp giơ tay, bắn ra một lượng lớn nghiên trầm tốc độ cực nhanh đâm vào thân thể của những người chiến sĩ này. Cẩn thận! Ai đó hét lên. Nhưng tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản là không kịp phản ứng. Chờ khi mấy chiến sĩ định thần lại, Ngân Trầm đã biến mất từ lâu. Hắn đã làm gì chúng ta vậy? Vừa rồi là cái gì vậy chứ? Các chiến sĩ không ngừng sờ lên thân thể của mình, có chút khẩn trương. Nhưng vào lúc này, có người phát hiện đau đớn và thương tích trên người mình đột nhiên biến mất. Máu chảy cũng ngừng lại. Có vẻ như thương tích toàn thân đã được làm dịu lại. Tại... tại sao tôi lại cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều chứ? Chân tôi... chân tôi có cảm giác lại rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các chiến sĩ bối rối không thôi. Vị khách vừa đến nhìn chằm chằm vào mấy người chiến sĩ, sau đó nghiêm túc hỏi. Thống soái tối cao của các người đâu? Ngài là ai? Đội trường thận trọng hỏi. Ta là long soái thứ ba của Trung Quốc, Phan Lâm. Bình sĩ nói cho ta biết, thống soái tối cao của các ngươi hiện đang ở đâu? Phan Lâm lấy lệnh bài ra trầm giọng nói. Cái gì? Lâm soái sao? Các chiến sĩ ngây ngốc tại chỗ. Quân địch đang áp sát bên kia cũng choáng váng. Không ai có thể nghĩ tới người đột nhiên xuất hiện trên chiến trường này lại có thân phận cao như vậy. Lâm soái, ngài, sao ngài, sao ngài lại ở đây? Không, Lâm soái, sao ngài lại một mình đến đây? Đi, đi mau đội trưởng gần như phát điên sau khi xác nhận lệnh bài Phan lâm lấy ra là thật lập tức gầm lên đường đường là long xoáy của một đất nước thế mà xuất hiện ở chỗ nguy hiểm như vậy quả thực là dọa chết người khác mà nếu như long xoáy xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây quân địch bên này cũng mừng rỡ như điên đó là long xoáy của trung quốc nhanh lên bắt sống người này nhất định phải bắt sống tên này gã cao thủ vô cùng hưng phấn chỉ vào Phan lâm gầm lên ai có thể bắt sống long xoáy của trung quốc lập tức thăng quan tiến chức vinh hoa phú quý vinh quy bái tổ đều là những điều ở trong tầm tay tiếng hô hoán truyền xa tất cả chiến sĩ quân địch đò cả mắt đó chính là tổng chỉ huy quân đội trung quốc nếu như có thể bắt sống hắn ta ý nghĩa như thế nào mọi người đều biết giết cuối cùng cũng có người không chịu nổi nữa xông thẳng về hướng phan lâm mà hét lớn chuyện gì xảy ra vậy dưới núi, đoàn đội chỉ huy cũng mù mờ nhìn về phía đỉnh núi. Nghe được tiếng chém giết kinh thiên động địa, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chỉ là vây đánh mười mấy chiến sĩ, sao lại kích động như vậy? Nhưng giây tiếp theo. Một biển thiên hỏa đột nhiên ảo ạt từ đỉnh núi nổ tung, giống như một lưỡi dao sắc bén, mạnh mẽ chặt đứt nửa ngọn núi. Tất cả những người bị bao phủ bởi ngọn lửa đã ngay lập tức biến thành cho bụi quân địch ở khắp núi, trực tiếp bị phân thành hai. Trong phút chốc, đoàn đội chỉ huy như chết lặng, vô số quân địch cũng choáng váng. Ngạc nhiên hơn nữa là hơn chục chiến sĩ đứng bên cạnh Phan Lâm. Cả bọn ngây người, ngơ ngác nhìn bàn tay đang giơ lên của Phan Lâm, tưởng mình đang nằm mơ. Đây... đây là dị hỏa sao? Cao thủ kia hét lên, bị hỏa diễm đang bốc cháy trước mắt, dọa sợ hãi đến ngồi bệt xuống đất không thể đứng dậy nổi. Những người bị hỏa diễm vây quanh đã biến thành cho bụi, thậm chí không kịp hét lên. Thật đáng sợ. Người lựa chọn đầu hàng hay là chết? Phan Lâm buông tay xuống, thờ ơ hỏi. Đám người run lẩy bẩy không biết làm sao. Ta hiểu rồi. Phan Lâm gật đầu. Là một người chiến sĩ, bảo các ngươi đầu hàng là sự sỉ nhục. Ta không nên nói như vậy, cho nên ta sẽ cố gắng hết sức. Dứt lời, Văn Lâm trực tiếp thôi động khí huyết toàn thân, sức mạnh phi thăng được kích hoạt đến cực hạn. Mái tóc đen lập tức biến thành màu trắng, toàn thân tỏa ra những đường vân kinh khủng. Khí tức của thần tiên, giờ khắc này không ngừng xoay quanh hắn ta, chỉ thấy hắn phóng tới, tung một trường vào đám người dày đặc bên dưới kia. Sức mạnh phi thăng, giống như lửa đột nhiên rơi xuống, mạnh mẽ đạp vào đỉnh núi. Ngọn núi rung chuyển dữ dội, đại địa cũng lay động nơi sức mạnh phi thăng rơi xuống, hóa thành một màng cho tàn, từng đạo hòa diễm cũng cháy rừng rực. Một trường này tung xuống, cũng ít nhất gần nghìn người chết. Tất cả quân địch đều mắt tròn tròn. Đây là loại sức mạnh gì vậy? Đây có phải là những gì một con người có thể làm được không? Phan Lâm không chút nương tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm vô số bóng người phía dưới. Hai tay vung lên như cuồng phong, sức mạnh phi thăng như dòng lũ càn quét toàn bộ đỉnh Nam Sơn trực tiếp biến thành một cái cối xay thịt. Vô số người bị chôn vùi trong sức mạnh phi thăng cuộn trào, núi vỡ nát, nhật nguyệt tối dần. Quân địch đang tấn công thành lũy bên này cũng dừng lại, quay đầu ngơ ngác nhìn lên đỉnh Nam Sơn. Hàng vạn con mắt đều tập trung vào bóng người tòa xa tiên khí trên đỉnh núi. Chuyện gì đang xảy ra bên ngoài vậy? Những người này vì sao lại không tiến công? thống soái dường như bọn hắn đang rút lui người trong pháo đài hưng phấn nói chẳng lẽ chẳng lẽ viện quân đến rồi sao viên chỉ huy mừng rỡ lập tức chạy đến chỗ khe nhìn nhìn ra bên ngoài nhưng hắn không thể nhìn thấy toàn cảnh đỉnh Nam Sơn chỉ thấy quân địch bên ngoài tất cả đều nhìn về phía đỉnh Nam Sơn điều này khiến thống soái mơ hồ hướng trên đỉnh Nam Sơn không phải là hướng đi viện binh viện binh có đến cũng không đến từ phía đó bọn hắn đang nhìn cái gì vậy mà bên ngoài sao lại động tĩnh lớn như vậy chuyện gì đang xảy ra chẳng lẽ có viện binh từ không trung sao không đúng viện binh từ không trung tuyệt đối không thích hợp với chiến trường phương bắc dù sao thì số lượng kẻ địch cũng rất nhiều có cả những siêu cao thủ có thể nhảy cao đến ngàn mét đánh tan máy bay chiến đấu vì vậy âm thanh vừa rồi là gì những người đó đã nhìn thấy gì chứ hai mắt của thống soái căng lên gắt gào cắn răng đột nhiên nghiêng đầu nói mở thành lũy ra thống soái vì sao vậy mọi người đều kinh ngạc đừng nói nhảm nữa mau mở thành lũy ra đi bên ngoài nhất định có quân tiếp viện của chúng ta mau chóng ra bên ngoài liên kết với quân tiếp viện chiến đấu chỉ huy nghiêm túc quát có khi thật sự là máy bay chiến đấu đã tới tiếp viện bọn họ trong tình thế tuyệt vọng này hắn không muốn bỏ lỡ dù là một cơ hội mọi người không dám trái lệnh, chỉ có thể tuân lệnh. Ngay sau đó, cổng của thành lũy được mở ra, tất cả chiến sĩ của thành trì thứ ba trong đồn đều xông ra ngoài. Nhưng khi bọn họ vừa mới chạy ra khỏi thành lũy chuẩn bị từ chiến với kẻ thù, thì đột nhiên bọn họ không tự chủ được mà dừng lại. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về đỉnh Nam Sơn, bất luận là ai, giờ khắc này hết thảy đều hóa đá. Toàn bộ Nam Sơn Phong đã bị máu tươi nhuộm đỏ, máu như suối chảy xuống sườn đồi những khe nứt trải từ đỉnh núi xuống như mạc nhện xác chết dài xác khắp đồng mùi máu tanh nồng trong không khí giờ này khắc này nam sơn giống như là địa ngục trần gian phan lâm đứng giữa không trung tựa như thiên thần nhìn quân địch bao vây thành trì thứ ba một màn này tựa như đóng dấu khắc sâu trong lòng của tất cả mọi người có mặt đây đây là con người sao Lúc này toàn đội chỉ huy của quân địch trên sườn đồi mới hoàn hồn lại. Người đàn ông có dâu cầm ống nhòm run rẩy hét lên một tiếng. Thống xoái, tôi... tôi cũng không biết. Người đứng ngoài run rẩy nói. Đánh, đánh cho ta, giết hắn, nhanh lên. Thống xoái gào thét. Xét về quân số, bên hắn vẫn có lợi thế. Đối thủ chỉ có một mình, mà hắn không tin rằng mình không thể đối phó được theo lệnh của chỉ huy, vô số quân địch như Thủy Triều nhào lên không trung tấn công Phan Lâm. Khí tức của người đàn ông này thật kinh khủng. Dư Lang bình tĩnh lại, từ phía sau đám người nhìn chằm chằm Phan Lâm, lông mày nhíu lại. Nhưng rắn đuôi chuông bên cạnh, lại sợ tới mức suýt chút nữa thì ngã xuống đất, run giọng nói. Là Lâm Xoái, là Long Xoái thứ ba của Trung Quốc, là hắn. Sao hắn lại ở chỗ này? Lâm Xoái sao? Dư Lang sửng sốt, lông mày trầm xuống nhìn chằm chằm bóng người giữa không trung. Hắn chính là Lâm Thần Y của Giang Thành, khiến cho nhiệm vụ của ngươi thất bại sao? Không, không sai. Dư Lang đại nhân, chúng ta mau đi đi, nơi này không thích hợp để ở lại lâu, mau rời khỏi đây thôi. Rắn đuôi chuông run lên, quay người định bỏ chạy, nhưng Dư Lang đã kéo hắn lại. Người chạy cái gì? Đây không phải là một cơ hội tốt hay sao? Nếu như chúng ta bắt được người này làm con bài thương lượng, như vậy chẳng phải chúng ta có thể đạt được vinh hoa phú quý vô tận sao? Cơ hội trời cho như vậy, ngươi chịu trơ mắt để cho hắn ta vuột mất sao? Dư lang trầm giọng Cái gì? Bắt sống người đàn ông này sao? Rắn đuôi chuông tê dại cả da đầu, trọn to hai mắt nhìn chằm chằm dư lang. Ngài không nhìn ra, người này là gì sao? Vừa rồi hắn giết gần một ngàn quân sĩ. Ngài với tôi có đủ khả năng để khiêu chiến với hắn không? Ta phải thừa nhận thực lực của hắn hoàn toàn không phải là tầm thường. Nhưng đây là chiến trường. Nhìn xem đội ngũ của An Thanh thống lĩnh có bao nhiêu người, nhiều người như vậy còn không thể đối phó với một mình hắn ta sao? Chúng ta chỉ cần đợi đến khi những chiến sĩ này tiêu diệt hắn, tới lúc đó bọn họ cũng kiệt sức rồi. Sau đó chúng ta sẽ chiếm lại hắn và chúng ta sẽ nắm hắn trong tay. Một núi vàng khổng lồ, giá trị của một long xoáy của Trung Quốc là gì? Rắn đuôi chuông hẳn là ngươi phải biết rõ hơn ta phải không dư lang khẽ cười một tiếng lời này vừa rơi xuống đất rắn đuôi chuông hô hấp căng lên rơi vào trầm mặc cuối cùng thì hắn ta nghiến răng nghiến lời trầm giọng nói được chúng ta làm đi cái này đúng rồi dư lang híp mắt rắn đuôi chuông lát nữa ngươi dẫn một đội nhân mã đi tìm hắn ta trước đây ngươi đã gặp hắn rồi hắn thả ngươi đi bây giờ ngươi lại đối phó với hắn hắn nhất định sẽ dẫn tức giận Vậy thì ngươi chỉ cần dụ hắn vào cái bẫy do ta sang ra là xong. Ngày bố trí cạm bẫy mất bao lâu? Ít nhất là nửa giờ. Lâu như vậy sao? Yên tâm đi, hiện tại ta cũng không định để cho ngươi xông lên. Trước tiên, để những chiến sĩ kia đi thủ vệ đã. Dư làng khẽ mỉm cười, sau đó lấy tư liệu có tại chỗ bắt đầu sắp xếp. Trên đỉnh Nam Sơn, Phan Lâm như thiên thần hạ phàm, bắt đầu điên cuồng tàn sát đám quân địch hắn sẽ không tỏ lòng thương xót cho kẻ thù của mình quân địch cứ như vậy mà lần lượt tiến lên điên cuồng tấn công phan lâm tuy nhiên dù công kích của bọn họ có hung mãnh cỡ nào dữ dội đến đâu thì cũng không thể đà thương được phan lâm một đoàn chiến sĩ cứ tiến lên tổng thống xoáy ở đây nhìn chằm chằm hoàn toàn chết lặng thống xoáy cái này đây là cái gì chiến sĩ ở bên cạnh ngần người hỏi cái này cái này chính là giảm chiều không gian đa kích thống soái mím môi dưới thì thầm nói sức mạnh hoàn toàn không ngang nhau được định sẵn là một cuộc chiến nghiền ép sự xuất hiện của phan lâm giống như là một vị thần binh từ trên trời giáng xuống đánh cho quân địch tơi bời hắn ta là ai thống soái của thành trì thứ ba hô hấp dồn dập trong mắt lóe lên tiền nóng sốt sắng hỏi thống soái tôi tôi cũng không biết nhưng hình như là người của phía chúng ta ngài xem người của chúng ta đều theo hắn ta đánh giết xuống núi một chiến sĩ kích động nói mặc kệ các huynh đệ đi theo vị đại nhân kia một đường đánh ra ngoài phản công chỉ huy cứ điểm thứ ba hoàn toàn bị thực lực đáng sợ của phan lâm khuất phục gầm lên một tiếng cùng với mọi người lao ra ngoài quân đội bảo vệ thành trì thứ ba chính thức bắt đầu phản công không biết tự lượng sức mình giết cho ta giết toàn bộ tiêu diệt chỉ huy quân địch gầm lên giận dữ. Lòng xoái, thống xoái đang ở bên kia, chúng ta cần phải hiệp trợ ngài ấy. Một chiến sĩ hét lên với Phan Lâm trên không trung. Hãy theo ta mở ra một con đường máu, chém tận giết tuyệt địch nhân, không để sót lại một ai. Phan Lâm hét lớn, ngón tay nhanh chóng di chuyển, toàn bộ hồng mông long châm bay xa, giống như ánh sao đâm về phía thân thể của những chiến sĩ kia. Tất cả chiến sĩ toàn thân run lên, sau đó chỉ cảm thấy trong sức mạnh vô tận dâng trào trong cơ thể, những đau đớn trên người lúc này đều biến mất. Các binh sĩ đều sững sờ, kỳ quái nhìn lòng bàn tay của mình, trên mặt hiện lên gợn sóng khó có thể tin. Các người đã được cường hóa rồi, lên đi! Phan Lâm nhàn nhạt, nhạt nói. Vâng. Các chiến sĩ tuy bối rối, nhưng vẫn tin Phan Lâm, tất cả sông lên ngay. Bọn họ liều mạng bóp cỏ, lại phát hiện ngón tay chỉ thoáng dùng sức thôi đã thực sự phá vỡ cỏ súng. Tất cả các khẩu súng đã bị vỡ thành từng mảnh. Tất cả các chiến sĩ đều sửng sốt. Sông lên là được rồi. Phan Lâm thấy binh lính ngơ ngác, nhìn khẩu súng vỡ nát trong tay, lập tức quát lên. Những chiến sĩ nghiến răng lao về phía trước ngay lập tức. Họ không sợ chết, nhất là đấu tranh cho đất nước. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Chiến sĩ Trung Quốc không sợ chết. Thật vinh dự biết bao khi họ hy sinh mạng sống của mình cho đất nước của họ. Mọi người lao tới rút kiếm ra, định bắt đầu tái chiến. Nhưng có vẻ đợt tấn công của mười mấy chiến sĩ này dường như không gây ra mối đe dọa nào cho kẻ thù. Quân địch phía trước, dàn hàng ngang, dường súng bắn dữ dội về phía bọn họ. Một trận mưa đạn dày đặc chút xuống những chiến sĩ không có áo giáp nào cả nhưng bọn họ từ lâu đã thấy chết không sờn không ai dừng bước chân lại cả nhưng khi viên đạn bắn trúng họ tất cả các chiến sĩ đều chọn tròn, tròn mắt họ phát hiện ra rằng đạn hoàn toàn không thể xuyên qua cơ thể họ giờ phút này mỗi người đều là thân thể kim cương bất hoại trái tim của các chiến sĩ đập loạn xạ không thể tin được nhưng giờ phút này bọn họ đã không còn tâm tư để nghĩ nhiều về những thứ này nữa hơn chục chiến sĩ lao xuống núi như hổ, xông thẳng vào quân địch, vung kiếm tùy ý chém tới. Đám người giống như cái cối say thịt, một đường sông lên, máu thịt của quân địch bay tứ tung, chân cụt tay đứt, không ngừng toát ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Bên này, đoàn đội chỉ huy của thành trì thứ ba vẫn đang hướng về đỉnh Nam Sơn cũng sừng sốt. Đám người đỗ cường từ lúc trước trở nên mạnh như vậy. Thống xoái miệng mở rộng nói giống như siêu nhân vậy. Bọn họ thành thần tiên hết rồi sao? Mọi người đều chết lặng. Còn ngần ngơ làm gì? Mau theo đỗ cường, lập trận phản công, tiêu diệt đám địch nhân này. Thống xoái lấy lại tinh thần, phấn khích hét lên. Vâng, đám đông bắt đầu phản công. Đám địch nhân liên tục bị đánh bại, nên cũng dần dần rút lui. Rõ ràng bọn họ có lợi thế rất lớn về quân số, nhưng vẫn không thể chống lại những siêu nhân lao xuống từ đỉnh Nam Sơn. Dưới sự yểm hộ của Phan Lâm, thành trì thứ ba đã bắt đầu lật ngược tình thế, đầy đám địch nhân phải rời khỏi thành trì. Dư Lang thấy chưa? Không ngăn được đâu, căn bản là không ngăn được, chúng ta phải đi mau thôi. Nếu không, không ai cứu được chúng ta hết. Rắn đuôi chuông run lên vì sợ hãi, vội vàng hét lên, nhưng Dư Lang lại cao giọng, khẽ cười nói. Sắp xong rồi, rắn đuôi chuông, đến lượt ngươi ra sân. Rắn đuôi chuồng sừng sốt, nhìn về phía Dư Lang, nhưng chỉ thấy chỗ Dư Lang đang đứng là một mớ hình trận ngổn ngang hỗn độn. Mặc dù đều được vẽ bằng máu, giống như một loại bùa chú rất cổ quái, mười phần quái dị, nhưng căn bản nhìn không xa có sức lực sát thương gì cả. Cái này có thể xử lý lâm thần y sao? Tôi dẫn hai con chó đến tiểu tiện, nước tiểu có vẻ còn tốt hơn hình vẽ của ngài. Rắn đuôi chuồng run rẩy nghi ngờ hỏi người thì biết cái gì? đây là cấm thuật ta học được ở Trung Quốc. người cứ làm theo lời ta, dẫn họ phan kia tới đây. ta bắt được hắn thì thành trì thứ ba giống như mất đi trụ cột, đánh bại bọn hắn chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. dư lang nhàn nhạt, nhạt nói, trong lời nói đầy tự tin, nhưng nhưng tên đó rất đáng sợ, hắn chỉ cần một chiêu thôi đã có thể giết mấy trăm người. nếu như tôi đi qua đó, liệu có thể quay lại không? rắn đuôi chuông run rẩy hỏi. sao? Sợ sao? Trung Quốc có câu ngạn ngữ, cầu phú quý trong nguy hiểm. Rắn đuôi chuông, ngươi muốn vì vĩnh dạ cả đời vất vả hay là muốn vinh hoa phú quý cả đời đây? Tự mình lựa chọn đi, cơ hội chỉ dành cho ngươi có một lần thôi. Có chuẩn bị, dư làng nói. Rắn đuôi chuông cúi xuống suy tư, một lúc lâu sau hắn mới cắn răng nói. Tôi đi tìm viên chỉ huy nói rồi hắn đột nhiên xoay người chạy đến hướng sườn núi lúc này chỉ huy vẫn đang lo điều binh khiển tướng định chặn đạo quân của thành trì thứ ba nhìn thấy rắn đuôi chuông đi tới hắn không khỏi có chút tức giận chẳng lẽ các ngươi muốn chạy trốn sao ta nói cho các ngươi biết người của vĩnh dạ các ngươi đã ra chiến trường thì các ngươi chính là binh lính của ta cho đến trước khi trận chiến này kết thúc các ngươi không được phép đi đâu cả chỉ huy dầu quai nón lạnh lùng nói khắc tốn thống soái ngài lầm rồi không phải tôi muốn chạy trốn tôi chỉ muốn xin ngài điều cho tôi một tiểu đội tôi dự định ngăn cản người kia rắn đuôi chuông cùng kính nói vậy sao chỉ huy dâu quay nón tương đối kinh ngạc thấy rắn đuôi chuông chủ động xin ra trận hắn hừ lạnh một tiếng nói được ta cho ngươi một đội ngay đây nếu như ngươi không ngăn được đám người kia ta sẽ tùy tội mà xử lý theo quân luật thống soái yên tâm rắn đuôi chuông nở một nụ cười nhanh chóng dẫn tiểu đội gần nghìn người về hướng phan lâm tiểu đội nghìn người này là những chiến sĩ có khả năng chiến đấu tốt nhất trong số các vệ binh của quân địch họ được trang bị vũ khí đầy đủ súng và áo giáp mà họ được trang bị đều là loại tốt nhất tân tiến nhất rắn đuôi chuông không dám lại gần cách phan lâm tầm một cây số liền dừng lại gầm lên một tiếng lâm tiên sinh ngươi còn nhớ ta không Phan Lâm nghe tiếng thì nhìn về phía rắn đuôi chuông. Không ngờ người lại ở đây, xem ra tầng ánh sáng plasma ở thành trì thứ ba không kích hoạt được. Có lẽ là tác phẩm của vĩnh dạ các người. Phan Lâm nhàn nhạt, nhạt, nói. Lâm tiên sinh, có vĩnh dạ chúng ta ở đây, trận chiến này ngươi nhất định không thắng được đâu. Ngươi sẽ bị chúng ta dẫm dưới chân, sẽ trở thành bàn đạp cho chúng ta leo lên đỉnh tiền đồ mà thôi. Lâm tiên sinh, ngươi không thắng được rắn đuôi chuông hít mắt cười lạnh, lời nói cực kỳ rượu cợt. Phan Lâm khẽ nhíu mày, không chút do dự, giơ tay, chộp lấy rắn đuôi chuông. Rắn đuôi chuông cả kinh vội vàng kéo hai chiến sĩ lên phía trước làm lá chắn, rồi quay người bỏ chạy. Mười phần chật vật. Ta thả người đi, là bởi vì dạ vương của người đã hứa chỉ cần ta không giết các người, thì hắn sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến ở biên giới phía Bắc. Không ngờ hắn ta lại bội ước, cho nên ta vốn không nên tin hắn. Nếu đã như vậy thì tính mạng của ngươi, hôm nay sẽ do ta quyết định." Phan Lâm gãy quát một hơi, nhảy lên phía trước đuổi theo rắn đuôi chuông, rắn đuôi chuông chạy như điên, khí tức của Phan Lâm quá kinh khủng, mà lúc này hắn không có chút nào nương tay, trực tiếp kích phát tất cả sức mạnh phi thăng. Sức mạnh mạnh mẽ cứ như vậy mà vọt tới, quân địch ở bốn phía đều bị sức mạnh phi thăng của Phan Lâm tiêu diệt, đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản. Hắn đến rồi, hắn đến rồi. Dư lang, dư lang đại nhân, nhanh cứu ta. Rắn đuôi chuông lăn bò về phía dư lang. Nhưng mà dư lang lại bình tĩnh đứng ở trung tâm huyết chú, hờ hững nhìn Phan Lâm đang tiến đến. Dư lang đại nhân, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Rắn đuôi chuông kinh ngạc mà hỏi. Nhưng chỉ một giây sau, một cỗ lực lượng kinh khủng dâng lên, giống như một bàn tay to vô hình, bao lấy toàn thân của rắn đuôi chuông rắn đuôi chuông không còn sức để phản kháng, bị bàn tay to lớn này kéo bay giữa không trung về phía Phan Lâm. Đừng giết ta, xin đừng giết ta, Lâm tiên sinh tha mạng. Rắn đuôi chuông run rẩy hét lên một cách cuồng loạn. Ta đã từng tha mạng cho ngươi, nhưng ngươi và chủ tử của ngươi có vẻ như cũng không có quý trọng tính mạng của mình cho lắm. Phan Lâm thở ơ nhìn đường của rắn đuôi chuông trước mặt. Rắn đuôi chuông khóc không ra nước mắt, không biết nên nói cái gì cho phải nhưng Phan Lâm cũng không có ý định giết hắn. Là tổ chức tình báo của Vĩnh Dạ, rắn đuôi chuông có rất nhiều thông tin về Vĩnh Dạ. Nếu có thể moi ra được thứ gì từ miệng của người này, sẽ giúp ích rất nhiều trong việc diệt trừ Vĩnh Dạ. Phan Lâm không phải là người dễ dàng nổi nóng, dễ bị khiêu khích như vậy. Hắn sở dĩ đuổi theo rắn đuôi chuông là bởi vì hắn hiểu rõ địa vị của người này trong tổ chức Vĩnh Dạ. Người là Long soái thứ ba của Trung Quốc có đúng không? Nếu ta là ngươi, ta sẽ thả hắn ra, sau đó ngoan ngoãn quỷ xuống đất, đầu hàng van xin, bởi vì chỉ có như vậy thì ngươi mới có thể sống sót. Một tiếng cười khúc khích vang lên từ hư không, Phan Lâm nhìn theo, người vừa nói chính là Dư Lang. Ngươi là ai? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Dư Lang, Vĩnh Giả. Ngươi là người của Vĩnh Giả sao? Phan Lâm híp mắt, nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như là người Trung Quốc ai nói người trung quốc không thể gia nhập vĩnh dạ vĩnh dạ chúng ta có quy định này dư lang lắc đầu cười nói nhưng ngươi hiện tại giúp người nước khác đánh trung quốc người có biết như vậy nghĩa là gì không tức là ngươi phản quốc phan lâm lạnh lùng nói phản quốc sao <laughs> vậy thì sao chứ người như ta đương nhiên không thèm để ý đến chuyện này theo ta ai có thể cho ta lợi ích ai có thể cho ta thứ ta muốn thì kẻ đó chính là tất cả của ta ta sẽ dâng hiến tất cả cho người đó dư lang lắc đầu cười tủm tìm trên mặt tràn đầy lãnh đạo xem ra trong lòng ngươi cái gọi là đạo nghĩa gia quốc vinh nhục đều không có phan lâm lắc đầu mấy thứ đó chỉ bướng víu chúng sẽ chỉ kìm hãm ta lại mà thôi khiến cho ta không thể tự do làm bất cứ việc gì dư lang lắc đầu thật sao phan lâm gật đầu được Vậy ta giết người cũng không có gì là gánh nặng. Tiếng nói rơi xuống đất, Phan Lâm trực tiếp đưa tay lên hất về phía Dư Lang. Sức mạnh phi thăng kinh khủng trực tiếp chấn động Dư Lang, nhưng mà ngay lúc sắp đánh trúng Dư Lang thì một vòng hồng quang đột nhiên từ quanh người của Dư Lang bốc lên, trực tiếp ngăn cản sức mạnh phi thăng đang đánh tới. Phan Lâm hơi kinh ngạc, sau đó mới chú ý tới xung quanh Dư Lang có rất nhiều bùa chú màu đỏ như máu. Nhìn những câu thần chú đó, Phan Lâm như hiểu ra điều gì. <laughs> Đây là huyết ma cấm thuật sao? <laughs> Nhãn lực của ngươi thật là tốt, hiện tại mới phát hiện ra, đáng tiếc đã muộn rồi. Dư Lang cười nói đột nhiên khoát tay, một luồng ánh sáng màu đỏ cực lớn đột nhiên từ xung quanh bay lên, trực tiếp bao phủ lấy Phan Lâm. Lúc này Phan Lâm như bị nhốt trong một cái lồng màu máu, những chiến sĩ bên ngoài đều sững sờ. Mau, đi giúp lòng xoáy. Bọn hắn gầm thét vọt tới, muốn công kích chiếc lồng ánh sáng màu đỏ kia. Dừng lại, đừng tới đây. Phan Lâm quay đầu hét lớn. Tuy nhiên, đã quá muộn. Một nhóm chiến sĩ đã tấn công đến. Nhưng công kích của bọn họ hoàn toàn không lay chuyển được lồng ánh sáng màu đỏ. Ngược lại, cơ quan khí của lồng tựa hồ như bị kích thích, đột nhiên duỗi ra từng bàn tay đáng sợ, hung hăng đánh về phía bọn họ bảy tám chiến sĩ phía trước trực tiếp bị bàn tay quỷ đáng sợ đánh bay nặng nề ngã xuống đất học máu suýt nữa thì hôn mê ngay cả khi đã được phan lâm cường hóa thì cũng không đủ để chống lại sức mạnh này các chiến sĩ còn lại như chết lặng trên đồi đoàn đội chỉ huy của quân địch vui mừng kích động không nghĩ tới người của vĩnh dạ còn có thủ đoạn như vậy tên kia chết là cái chắc quá tuyệt vời Đám người khoa tay múa chân, Phan Lâm lại biểu hiện mười phần tỉnh táo. Hắn nhìn quanh một lượt lạnh lùng nói. Cấp bậc của huyết ma cấm thuật này, kỳ thực cũng không có cao. Nhưng trên chiến trường thương vong vô số kề này, có một lượng lớn thi thể và máu tươi của chiến sĩ, còn có oán khí và âm khí. Dưới sự nuôi dưỡng của những yếu tố này, cấp độ của cấm thuật đã đạt đến một trình độ không thể đo lường được. <laughs> người biết là tốt, cho nên ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng đi như vậy thì có thể ta sẽ không giết ngươi dư lang mỉm cười nói nhưng bà phan lâm lắc đầu liên tục thế nào ngươi không nghĩ một chút thủ đoạn này có thể làm gì được ta sao nghe vậy dư lang cao mày lập tức kích hoạt huyết ma cấm thuật kết giới xung quanh lập tức bắn ra rất nhiều huyết kiếm hướng về phía phan lâm công kích rắn đuôi chuông hét lên kinh hãi, nhưng huyết đao và huyết kiếm vừa tới gần Phan Lâm lại đột nhiên nổ tung. Cái gì? Dư làng sửng sốt, Phan Lâm ở trên cao nhìn xuống, mặt không biểu tình, nhìn chăm chú lên hắn ta. Huyết ma cấm thuật ở hoàn cảnh hiện tại quả thực lợi hại, nhưng cho dù mạnh đến cỡ nào thì cũng không thể giết được thần tiên. Giết thần tiên sao? Thần tiên đâu? Dư làng nhíu mày hỏi. Phan Lâm nhắm mắt lại, khi mở mắt ra một lần nữa, trong con người đã hóa thành ánh sáng của nhật nguyệt, ta chính là thần tiên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 606 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần y ở rể tác giả không say qua vần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, xin tạm biệt và hẹn gặp lại.